Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài là người đứng đầu Tân Hoàng Minh, ông Dũng còn đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt từ năm 2015 đến nay. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Xác nhận với báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác, gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Cholet, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Trong đó, Đỗ Hoàng Việt là con trai ruột của ông Dũng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, kết quả điều tra xác định từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Cholet, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Từ kết quả điều tra trên, ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị liên quan. Trước đó, theo thông tin được công bố ngày 4 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Cholet. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. Chủ tịch Tân Hoàng Minh được biết đến là một đại gia trong giới bất động sản. Tập đoàn do ông đứng đầu thực hiện nhiều dự án sang trọng nằm ở các vị trí đắc địa. Tuy nhiên, đi liền với tên tuổi đó là những lùm xùm liên quan đến các dự án. Cuối năm 2021, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gây xôn xao dư luận khi mua chúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Tân Hoàng Minh đã bỏ chạy khỏi lô đất vàng ở Thủ Thiêm và ông Đỗ Anh Dũng có tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lý do mà ông Dũng đưa ra để giải thích cho việc bỏ cọc đấu giá lô đất trên là để bảo đảm một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể, của xã hội lên trên.
Thông tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm tiếp tục gây xôn xao dư luận. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội ngày 4 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhận định vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường. Truy trách nhiệm trong vụ bảo vệ công ty khoáng sản chặt phá rừng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ chặt phá rừng trái phép tại tiểu khu 416 thuộc địa phận bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn xác nhận vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện giao các lực lượng liên quan và Ủy ban nhân dân xã Nậm Cắn phối hợp thực hiện tốt việc chống chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã này. Đồng thời, giao ban quản lý rừng phòng hộ chủ trì phối hợp đưa toàn bộ số gỗ bị chặt hạ ra khỏi rừng để bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết thêm, chúng tôi giao cho ban quản lý rừng phòng hộ tăng cường công tác kiểm tra rừng tại gốc trên địa bàn huyện nói chung và xã Nậm Cắn nói riêng. Đồng thời, tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nhắc nhở cá nhân, tổ chức có liên quan để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng thời gian tới. Trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũng nói rõ, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và kinh doanh khoáng sản Việt Nam là đơn vị xin thăm dò, khai thác khoáng sản. Đơn vị này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò vào năm 2019 và hết hạn vào ngày 22 tháng 2 năm 2020. Đơn vị giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản mỏ đá ốp lát này là do Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Tạp chí Địa chất. Sau khi hết thời gian thăm dò theo giấy phép, đơn vị này rút máy móc và người ra khỏi khu vực. Năm 2021, huyện Kỳ Sơn ban hành công văn về việc chấm dứt hoạt động thăm dò khoáng sản tại xã Nậm Cắn. Từ khi hết hạn thăm dò, cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra theo dõi và không phát hiện công ty này hoạt động thăm dò khoáng sản cũng như vận chuyển các phiến đá ra khỏi khu vực. Từ ngày hết hạn thăm dò đến nay, huyện Kỳ Sơn chưa nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền cũng như công ty về việc đề nghị tiếp tục cho thăm dò hay khai thác khoáng sản tại khu vực cấp phép trước đây. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn nêu rõ. Như báo chí đã thông tin, ngày 17 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin về vụ việc khai thác lâm sản trái phép tại xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Khu vực xảy ra phá rừng là tiểu khu số 416 thuộc địa phận bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn. Ngày 24 tháng 3, sau khi có báo cáo từ hạt kiểm lâm, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tiếp tục thành lập đoàn liên ngành vào hiện trường kiểm tra lại vụ chặt phá rừng. Qua hai lần kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 11 cây gỗ bị chặt hạ. Chủng loại thuộc nhóm 4, đường kính trung bình các cây bị chặt hạ từ 30 đến 65cm, tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ là 15,63 mét khối gỗ tròn. Toàn bộ 11 cây gỗ bị chặt hạ đều nằm trong diện tích rừng thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn. Trong đó có 5 cây thuộc lô 8, khoảnh 1, tiểu khu 416 thuộc đối tượng đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, 6 cây còn lại thuộc lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 416, đối tượng đất rừng sản xuất. Khu vực gỗ bị khai thác trái phép nằm chân lèn đá, cách khu vực đơn vị thăm dò khoáng sản khoảng 100m. Hiện trạng khu vực đơn vị thăm dò đang có một máy múc, lán lợp tôn tạm, nhiều phiến đá rẻ. Qua đấu tranh xác minh, hạt kiểm lâm xác định 4 trong số 11 cây do ông Lương Văn Phanh, chú bản Nọng Rẻ, xã Nậm Cắn, chặt hạ với tổng khối lượng là 1,95 mét khối. 7 cây còn lại với khối lượng 13,68 mét khối hiện chưa xác định được đối tượng chặt hạ. Đống sắt vụn, tàu thép và những tỷ phú biển giờ bỏ quê đi biệt xứ rồi. Thưa quý vị, nó bỏ quê đi biệt xứ rồi. Cơn thảng thốt của ông Trần Mão, người cha của ngư dân Trần Văn Hạo ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hồi ấy, cha con ông vay ngân hàng 17,7 tỷ đồng, dồn thêm tiền nhà để đóng một con tàu vỏ thép. Bây giờ con tàu vừa được ngân hàng phát mại 1,53 tỷ đồng. Trên Dinh, ông Mão tâm sự rằng, tiền phát mại tàu thép và bán ngôi nhà mặt phố Quy Nhơn chưa trả được 1/5 tiền nợ ngân hàng. Và giờ, bỏ đi biệt xứ có vẻ là lối thoát duy nhất khi mà nợ nần chồng chất. Bình Định là địa phương đầu tiên thực hiện chương trình cho vay đóng tàu vỏ thép theo Nghị định số 67. Nhưng giờ đây, có tới 48 trên 62 chiếc hoạt động không hiệu quả. Giờ đây, các chủ tàu không trả được nợ gốc, lãi,
trong đó 43 chủ tàu phát sinh nợ xấu. Giờ đây, ngay ở cảng Tam Quan có những nghĩa địa với những con tàu rỉ xét sắt vụn. Giờ đây, những chủ tàu vỏ sắt mưu sinh bằng cách đi làm thuê cho tàu vỏ gỗ. Giờ đây, những người từng là tỷ phú lâm cảnh nợ nần chồng chất. Cũng không chỉ ở Bình Định, cũng không phải tới giờ mới xảy ra chuyện tàu vỏ thép trở thành sắt vụn. Khắp nơi là cảnh cứ ra khơi là lỗ. Khắp nơi là tình trạng bán nhà trả nợ. Khắp nơi là những con tàu nằm bờ. Năm 2014, trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, một câu hỏi đặt ra. Năm 2006, cũng có gói hỗ trợ đánh bắt xa bờ, rồi nợ xấu gần 90%. Liệu với gói tín dụng 10.000 tỷ đồng này có thất bại? Thống đốc Nguyễn Văn Bình khi đó khẳng định là đã có kế hoạch để khắc phục được những mặt yếu kém của chương trình cũ. Chủ tịch ngân hàng BIDV năm đó cũng nói về một chính sách khép kín và bày tỏ tin tưởng gói tín dụng đóng tàu chắc chắn sẽ làm nghề cá sinh lời có hiệu quả cao. Nhưng sự thật không giống thế. Nhớ khi xảy ra việc tàu vỏ thép bị trộn thép Trung Quốc giá rẻ thay cho thép đóng tàu chuyên biệt của Hàn, Nhật, giáo sư Trần Ngọc Đường đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc thực hiện giám sát vì có nhiều dấu hiệu tiêu cực. Còn nhớ chuyện con tàu Sangfish 1 đi biển 10 chuyến thì hỏng 4, nằm bờ suốt cả năm khiến ngư dân quyết trả tàu. Dường như đã đến lúc đốt lò để trả lời câu hỏi tiêu cực, trả lời câu hỏi vì sao hàng chục nghìn tỷ bỏ ra với một chủ trương đúng đắn giờ đang biến ngư dân thành con nợ, biến tàu thép thành sắt vụn.